Kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với chương trình La Bàn Đầu Tư, chương trình của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNRX. Chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 15:30 thứ hai hàng tuần. Trong chương trình ngày hôm nay có tôi là Lương Duyên và anh Tuấn Hoàng cùng đến từ khối quản lý tài sản của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNRX. Cũng như mọi khi thì chương trình của chúng tôi gồm có 5 phần. Phần đầu tiên đó là về thông tin vĩ mô, phần thứ hai là về kênh cổ phiếu, phần thứ ba là kênh thu nhập cố định, phần thứ tư là kênh tài sản khác. Phần cuối cùng đó là phần câu chuyện đầu tư. Sau đây thì Duyên và anh Tuấn Hoàng sẽ cùng đi vào chi tiết của bản tin. Về thông tin vĩ mô thì giá dầu vượt đỉnh 2018, OPEC cộng vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Ở đây thì có ba cái chart chúng tôi có để trên slide. Thì giá dầu WTI và Brent đều đã vượt mức 75 USD trên thùng và đang được tiến đến vùng 80 USD trên thùng của năm 2018. Giá dầu tiếp tục lập kỷ lục mới khi đóng cửa trên 75 USD trên thùng lần đầu tiên kể từ năm 2018 sau khi nhóm OPEC cộng phải hoãn cuộc họp về chính sách sản lượng dầu do UAE phản đối kế hoạch tăng sản lượng dầu thô thêm 400.000 thùng trên một ngày. Và nhu cầu tiêu thụ xăng dầu đang ở mức rất cao khi các nền kinh tế toàn cầu đang hồi phục và mở cửa hoạt động kinh doanh và xã hội. Vâng ạ, thì chúng ta biết rằng là nếu như quý 1, tôi còn nhớ là giai đoạn quý 1 2020, giá dầu giảm rất là sâu. Lúc đó đổ đầy một thùng xăng, kể cả xe máy, kể cả ô tô cũng vậy, thì cái giá rất là rẻ. Và lúc đó thì có rất nhiều người lo ngại lạm phát khi mà Fed bơm tiền rất là lớn, thì thực tế thì lạm phát không xảy ra. Tuy vậy thời điểm hiện tại thì nó bắt đầu, lúc đó chúng ta đầu nhìn thấy sự ngược lại, đó là khi mà giá xăng dầu tăng ấy, thì mọi người biết rằng là giá xăng dầu là đầu vào rất nhiều nguyên liệu khác, thì nhiều khả năng rằng là nó sẽ gây áp lực lên lạm phát và nó sẽ tác động đến cái chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương thế giới, trong đó có ngân hàng nhà nước Việt Nam. Thì đó chúng ta cần phải rất là lưu ý cái biến lạm phát thời gian tới. Dạ vâng, và chuyển sang thông tin tiếp theo, đó là đăng ký trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ xuống mức thấp nhất kể từ khi Covid-19 bắt đầu. Thì chỉ có 364.000 người đăng ký trợ cấp thất nghiệp trong tháng 6 ở Mỹ, mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2020. Và quá trình phục hồi kinh tế của Mỹ đang diễn ra rất nhanh khi số lượng người đăng ký trợ cấp thất nghiệp tháng 6 chỉ còn hơn thời điểm tháng 3 năm 2020, khoảng 50.000 đơn và là mức thấp nhất kể từ khi Covid-19 xảy ra. Và các dấu hiệu khác như chi tiêu cho tiêu dùng cá nhân tăng kỷ lục và số ghế máy bay được đặt trước đã gần bằng một số trong năm 2019, cho thấy là nền kinh tế Mỹ sẽ còn tiếp tục tăng trưởng trong những tháng hè tiếp theo. Và chúng ta cũng nhận thấy rằng là rõ ràng cái số lượng đặt ghế máy bay bắt đầu tăng trưởng mạnh trở lại khi mà tiêm phòng Covid-19 của Mỹ đạt một cái tỷ lệ rất là khả quan. Do đó thì ở góc độ ngược lại, ở góc độ cơ hội, thì Tuấn nhận thấy rằng là ngành hàng không Việt Nam chúng ta sẽ có thể mua vào khi mà vaccine ở Việt Nam tiêm phòng ở một mức nào đó, và Tuấn nghĩ rằng đâu đó khoảng 50-60%. Và tại thời điểm đấy thì chúng ta là đó là lúc chúng ta cần phải xem xét lại các cổ phiếu ngành hàng không, và chúng ta sẽ lựa chọn cổ phiếu kỹ càng thời điểm đấy. Và khi thời điểm đấy đến thì quý vị nên ưu tiên lựa chọn ngành hàng không. Và thông tin tiếp theo là work from home, trạng thái đi làm bình thường mới. Covid-19 giảm và các nền kinh tế trên thế giới bắt đầu mở cửa, các công ty phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn về văn hóa làm việc của họ. Và câu hỏi đặt ra khi này đó là họ nên yêu cầu nhân viên trở lại văn phòng hay là tiếp tục làm việc ở nhà. Và trong một cuộc khảo sát thì cho thấy đó là lực lượng lao động không thấy suy giảm và thậm chí còn năng suất hơn khi mà họ làm việc ở nhà. Và tiếp theo đó là ngoại trừ Nga, hầu hết những lực lượng quản lý cũng nhận định rằng năng suất làm việc không đổi hoặc là có năng suất hơn. Và tỷ lệ nhân viên quay trở lại văn phòng ở một số trung tâm tài chính toàn cầu vẫn hầu hết ở dưới mức 50% so với trước khi Covid-19 bắt đầu. Vâng ạ, thì chúng ta nhận thấy rằng là rõ ràng đây là một cái quá trình bình thường mới, đúng không ạ? Quá trình bình thường mới nơi mà việc làm việc ở nhà đâu đó đã trở thành một văn hóa mới so với cả thời kỳ trước. Thế thì chúng ta nhìn thấy ở điều gì ở đây? Rõ ràng điều thứ nhất đó là những người quản lý, người ta phải đo lường công việc tốt hơn, đúng không ạ? Nó không chỉ là đơn giản rằng là giao việc và cùng nhận về nữa, mà bây giờ phải đo lường rằng là anh làm việc ở nhà, cái chất lượng công việc của anh sẽ không thua việc anh ngồi tại công ty. Do đó thì chúng ta nhận thấy rằng là hôm trước Tuấn có nói chuyện với cả một anh bên FPT, thì thông tin rất là tích cực đối với của công ty này, đó là công ty nhận được rất nhiều hợp đồng về chuyển đổi số mới.
không chỉ ở Việt Nam mà kể cả ở Nhật, tức là rất nhiều hợp đồng mới, nhu cầu của chuyển đổi số lên rất là cao. Nó song song với việc mà cái quá trình bình thường mới này xảy ra. Đó. Thì ngoài ra thì quý vị có câu hỏi gì mà muốn đặt câu hỏi thì quý vị hãy comment luôn trên cái live stream, và tí nữa Tuấn và Duyên sẽ cùng trả lời câu hỏi với anh chị. Dạ vâng. Tiếp theo về kênh thông tin vĩ mô, đó là một tin tức khá là đáng chú ý trong tuần vừa qua, đó là GDP của Việt Nam tăng 6,61% trong quý 2 và kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,61% trong quý 2, cao hơn so với mức là 4,65% của quý 1 nhờ các tín hiệu tích cực từ xuất khẩu và sản xuất công nghiệp. Và lũy kế 6 tháng đầu năm thì quy mô kinh tế Việt Nam mở rộng thêm 5,64% so với 1,82% của 6 tháng đầu năm 2020. Và sự phục hồi thương mại quốc tế do các nước phát triển đang mở cửa và trở lại bình thường giúp hoạt động xuất khẩu tăng mạnh, và xuất khẩu sang Mỹ 6 tháng đầu năm tăng 42,6% lên 44,9 tỷ USD, giúp tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 157,63 tỷ USD, tăng 28,4% so với cùng kỳ. Và dự báo tăng trưởng GDP năm 2020-2021 ở Việt Nam của một số tổ chức được đánh giá trên toàn cầu khá cao. Tuy nhiên thì mức tăng là 6,61% thấp hơn mức kỳ vọng 7% của hầu hết các tổ chức như Bloomberg, ADP do đợt bùng dịch COVID-19 lần thứ tư khiến các khu công nghiệp có trung tâm sản xuất linh kiện điện tử quan trọng phải đóng cửa, và kiểm soát dịch bệnh là yếu tố quyết định để đạt được mức tăng trưởng hơn 6,5% trong năm nay. Vâng ạ, chúng ta vẫn luôn luôn nói đến cái việc mà kiểm soát COVID mới là điều quan trọng nhất. Ngoài ra thì Tuấn muốn nói đến qua một chút về GDP Việt Nam. Thì GDP Việt Nam sẽ luôn ở mức 6,5% đến 7% là mức rất là cao trên thế giới. Ở Việt Nam luôn luôn coi một điểm sáng trên toàn cầu. Và khi là một điểm sáng tăng trưởng GDP thì dòng tiền ở các nước phát triển lại tiếp tục đổ vào đây. Tuấn còn nhớ có hôm trước có nói chuyện với anh làm quỹ ở bên Pháp, thì bên đó cái mức lợi suất của bên đó rất là thấp. Và khi ở mức thấp như vậy thì họ chỉ mong muốn được đẩy tiền sang những đất nước như Việt Nam chẳng hạn. Và họ chỉ mong muốn một mức lợi suất đâu đó chỉ 7-8% thôi là họ đã hạnh phúc lắm rồi. Cộng thêm việc mà chỉ cần nếu như cái lạm phát ở Việt Nam thì khoảng 2%, họ vẫn rất là ok họ chuyển tiền vào. Đó thì đấy là một vài thông tin. Ngoài ra thì chúng ta cần phải nhìn một điểm nữa rằng là cái xuất khẩu Việt Nam sang Mỹ cao lên ấy, cũng một phần nữa là có hai xu thế. Một là xu thế Trung Quốc cộng một, tức là xu thế mà những mặt hàng đang được gia công ở Trung Quốc được chuyển dịch sang các nước khác, trong đó có Việt Nam. Ngành dệt may là ví dụ là một dạng như thế. Rồi thứ hai nữa là cái xu thế là Việt Nam thay thế Trung Quốc ở một số ngành, những ngành mà đâu đó Trung Quốc cảm thấy họ không còn phù hợp để phát triển với họ tại thời điểm hiện tại nữa. Những ngành như kiểu thép này, những ngành như kiểu giấy này, những ngành mà thiên về có tính ô nhiễm hơn một chút thì họ bắt đầu đẩy dịch sang các nước khác. Họ không phát triển ở nước họ nữa, thì tự nhiên rằng là các nước khác có room như mình phát triển. Thì đó là những công ty như kiểu Hòa Phát này, Đông Hải Bến Tre, DGC, hóa chất Đức Giang. Thì đó là những công ty sẽ được hưởng lợi trong quá trình mà Trung Quốc cộng một và Trung Quốc thay thế Trung Quốc. Đó. Dạ vâng, trên đây là những thông tin về những thông tin vĩ mô của chúng tôi. Tiếp theo thì chúng tôi xin phép được chuyển qua kênh cổ phiếu. Ở kênh cổ phiếu thì chúng tôi có cập nhật tin tức, đó là hệ thống giao dịch mới sẽ sớm triển khai trong nửa đầu tháng 7. Thì mặt bằng lãi suất liên tục duy trì ở mức thấp cùng với các kênh chứng khoán có nhiều cổ phiếu hấp dẫn đã khiến thanh khoản 6 tháng năm 2021 của thị trường chứng khoán Việt Nam tăng mạnh nhờ dòng vốn của các nhà đầu tư cá nhân. Và khối lượng lệnh của các công ty chứng khoán gửi về sàn HOSE đều tăng gấp 2-3 lần và thậm chí có trường hợp tăng hơn 12 lần, khiến cho thanh khoản trung bình một phiên đều duy trì ở mức cao từ 3-5 triệu trên ngày, đã tạo ra tình trạng nghẽn lệnh trên HOSE. Và để giải quyết điều này thì HOSE đã tiến hành triển khai cái hệ thống mới với FPT và KAX, và hệ thống phối hợp với FPT đã được dự kiến là triển khai trong đầu tháng 7, đang đi đến những giai đoạn cuối cùng. Còn hệ thống KAX thì đã bắt đầu đi vào thử nghiệm trong tháng 6, dự kiến thử nghiệm 6 tháng, và thời gian mà KAX đi vào hoạt động chính thức có thể là lúc giao dịch T0 sẽ sớm được triển khai. Và khi mà T0 được triển khai thì sẽ giúp thanh khoản của thị trường tăng mạnh, qua đó thì sẽ cải thiện được kết quả kinh doanh của công ty chứng khoán, ngoài ra cũng giúp triển vọng nâng hạng thị trường của Việt Nam có cái khả quan hơn. Vâng ạ. Như vậy, như hôm nay này là một ngày mà cái hệ thống của HOSE bắt đầu chạy mượt trở lại. Và rõ ràng khi chạy mượt trở lại thì cái quá trình mua hay quá trình bán cũng dễ hơn rất nhiều, đúng không ạ? Thành ra là đôi khi hôm nay mọi người bán hơi quá tay một chút, và quý vị nhà đầu tư sẽ thấy rằng là giá cổ phiếu hôm nay của thị trường giảm rất là sâu. Ok, thì
Anyway thì ngược lại thì nếu chúng ta nhìn góc độ cơ hội thì các công ty chứng khoán sẽ vẫn được tiếp tục được hưởng lợi do cái thanh khoản tốt hơn. Nhưng mà chúng ta cần phải lưu ý rằng là các công ty chứng khoán đã được định giá mặt bằng giá rất là cao và đâu đó có thể có cái rủi ro điều chỉnh trong ngắn hạn. Và quý vị cần phải lưu ý điểm này. Điểm nhất và điểm thứ hai nữa là thời gian tới thì do cái việc mà rất nhiều các công ty đã phát hành tăng vốn đó, margin cũng đã được đẩy lên mức rất là cao. Thế thì sẽ có một lượng lớn cổ phiếu được đưa ra thị trường và lượng cung sẽ tăng lên, đúng không ạ? Và trong đó cái lượng tiền mọi người bị lóc vào trong các việc mua các cổ phiếu mới thì thanh khoản mà cầu ấy sẽ giảm đi, thì đâu đó sẽ có thể có một chút lo ngại về điều chỉnh trong ngắn hạn. Tuy vậy thì điều kiện dài hạn tôi vẫn nghĩ rất là ok nhá, vì cái P/E thị trường forward cho năm nay bắt đầu đó với khoảng 16 lần, tức là mức rất là thấp trên thế giới. Đó. Vâng. Tiếp theo thì tuần này chúng tôi có nhắc đến cổ phiếu GMD. Tổ chức đại hội cổ đông ngày 30 tháng 6 đã thông qua kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận 37% và đại hội cổ đông đã thông qua phương án kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2021 dự kiến sẽ tăng 7% và lợi nhuận sẽ tăng 37% so với thực hiện năm 2020. Ngoài ra thì đại hội cũng chỉnh phương án chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ là 12%, và tức là mỗi cổ phiếu sẽ nhận được 1.200 đồng. Và đại hội đưa ra thông tin đáng chú ý về Dreamerlin, đó là hiện tại thì Dreamerlin đang hoạt động 90 công suất và từ quý 3 năm 2021 sẽ hoạt động tối đa công suất giai đoạn 1. Tương ứng thì doanh thu đóng góp là 40 triệu USD, lợi nhuận là từ 1,7 đến 1,8 triệu USD cho năm 2021. Và việc sớm đạt được tối đa công suất giai đoạn 1 của Dreamerlin sẽ tạo điều kiện giúp cho doanh nghiệp có thêm tự tin và sớm tiến hành Dreamerlin giai đoạn 2 cũng như dự án Nam Đình Vũ giai đoạn 2. Cùng với đó thì công ty sẽ tiếp tục triển khai hai dự án bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh và Viên Chăn Lào, và điều này tạo nên cái tiền đề cho lợi nhuận năm 2025 của GMD dự kiến sẽ gấp 3 lần so với năm 2020. Trong cái báo cáo tiết điểm đầu tư mà Tuấn có làm trên YouTube ấy, nếu quý vị có thể xem lại, thì Tuấn nói về GMD thì Tuấn có đề cập đến cái công suất năm nay của Dreamerlin đâu đó khoảng 80% và công ty có thể hòa vốn. Tuy vậy thì cái kỳ vọng ban lãnh đạo đưa ra đó là full công suất ngay trong năm nay, thì đó là một cái vượt trội hơn rất nhiều so với kỳ vọng của Tuấn thời điểm ban đầu. Và chúng ta biết rằng là trong cái ngành khai thác cảng biển này thì 80% công suất nó chỉ để bù hòa vốn thôi, nhưng mà từ 80% lên 100% là cái tạo ra mức lợi nhuận rất là cao, vì đặc điểm ngành này đó là cái chi phí cố định rất là lớn. Đó, thế thì kết quả lợi nhuận năm nay của GMD Tuấn nghĩ sẽ cực kỳ khả quan và có thể vượt qua cái mốc ban đầu của Tuấn kỳ vọng. Và do đó thì quý vị có thể, nếu quý vị nào đang cầm nắm giữ cổ phiếu này, có thể tiếp tục an tâm cầm nắm giữ cổ phiếu này đến hết năm nay, ít nhất là như vậy, trước khi chúng ta có những đánh giá xa hơn về Dreamlink giai đoạn 2. Tiếp theo thì chúng tôi sẽ cập nhật về hiệu quả của quỹ VNDAP từ đến ngày 1 tháng 7 năm 2021 thì tăng trưởng NAV trên chứng chỉ quỹ đạt 46,91% so với VN30 Index đạt 45,64%. Trên đây là chúng tôi đã tổng hợp qua thông tin vĩ mô và thông tin về kênh cổ phiếu, và chương trình của chúng tôi được live stream vào lúc 15:30, nội dung được các đội ngũ chuyên gia của chúng tôi thực hiện đằng sau. Nhưng tuy nhiên thì những trải nghiệm và góp ý của quý nhà đầu tư sẽ rất hữu ích cho chúng tôi. Chính vì vậy có câu hỏi gì thì quý nhà đầu tư có thể comment ở dưới, và cuối chương trình thì tôi và anh Tuấn Hoàng sẽ cùng giải đáp cho quý nhà đầu tư. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển sang phần kênh thu nhập cố định. Tuần này thì chúng tôi vẫn sẽ cập nhật về tiền gửi tháng 7 năm 2021 thì tiền mặt lãi suất dự báo tăng vào cuối năm 2021. Biểu lãi suất huy động của các ngân hàng không biến động so với tuần trước, và theo Tổng cục Thống kê thì tính đến ngày 21 tháng 6 thì tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 3,13% cùng thời điểm năm 2020 là 4,35%, trong khi tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đến thời điểm trên đạt 5,47% cùng thời điểm năm 2020 là 2,45%. Và lãi suất liên ngân hàng ổn định trong tuần giao dịch tại ngày 30 tháng 6 thì qua đêm là 1,13%, một tuần là 1,32% và hai tuần là 1,47%. Và tiếp theo đó là về trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn. Thì trong tháng 6 tính đến ngày 25 tháng 6 thì có 67 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước với tổng giá trị phát hành đạt 37.119 tỷ đồng, tăng 25% so với tháng 5. Và nhóm ngân hàng thương mại có tỷ trọng giá trị phát hành lớn nhất đạt 18.870 tỷ đồng, chiếm 53% tổng khối lượng phát hành. Và nhóm bất động sản thì giữ vị trí thứ hai với 9.024 tỷ đồng phát hành. Và đánh giá của chúng tôi cho thấy đó là
Với trong tương lai thì mặt bằng lãi suất có thể tăng vào cuối năm nay. Tiếp theo thì tôi sẽ cập nhật về kênh thu nhập cố định của VNDirect đến ngày 2 tháng 7 năm 2021. Thì tại VNDirect có kênh D-Money với lãi suất cam kết của VNDirect. Quý nhà đầu tư có thể đầu tư với số giá trị tối thiểu là từ 1 triệu đồng trong thời gian từ 1 tuần đến 2 tháng với lãi suất dao động trong khoảng từ 3,1% đến 5,2%. Kênh thứ hai đó là kênh D-Bond, thì trái phiếu VNDirect cam kết với lãi suất cố định. Thì ở đây quý nhà đầu tư có thể đầu tư trong thời hạn từ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng với lãi suất từ 6,8% đến 8,4%. Và kênh thứ ba đó là kênh V-Bond, trái phiếu VNDirect cam kết mua bán lại. Thì khi quý nhà đầu tư kênh này với lãi suất sẽ là từ 9,8%. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ chuyển sang kênh tài sản khác. Về kênh bất động sản, diện tích thành phố Huế mở rộng hơn gấp 3,7 lần. Với tin tức này về kênh bất động sản thì anh Tuấn có cập nhật gì cho quý nhà đầu tư ạ? Vâng, khi mà tỉnh Thừa Thiên Huế mở rộng cái độ giới ấy, thì rõ ràng là sẽ có một số những công ty mà có quỹ đất rất là lớn ở khu vực này sẽ được hưởng lợi. Trong đó thì có một công ty là CSC có 44 ha tại khu vực thành phố Huế, và họ đã đầu tư xong, họ xong mặt bằng này và họ đang xây dựng nhà thấp tầng, thì dự kiến trong quý 2 này họ sẽ bắt đầu mở bán. Và việc mà Huế được chính thức lên mở rộng cái lộ giới ấy, thì Tuấn tin rằng là cái việc bán hàng của CC sẽ được hiện tốt hơn. Và Tuấn tin rằng nếu như cái việc mà bán hàng của cái dự án mới này được thành công thì CC sẽ có lên một tầng cao mới về giá cổ phiếu. Đó, thì quý vị có thể, đây là một cổ phiếu quý vị có thể theo dõi tham khảo thêm. Thì về việc định giá thì team của Tuấn ngồi định giá lại, thì cái mức mà tính theo NAV của cổ phiếu này đâu đó khoảng 78.000 đồng, giá hiện tại đang là 58.000 đồng, cũng khá là hấp dẫn để theo dõi. Tuy vậy thì chúng ta cũng cần phải theo dõi thêm về tiến độ bán hàng của công ty này tại khu vực Huế. Tiếp theo đó là về Ngân hàng Nhà nước được chấp thuận nghiên cứu tiền số. Thì với tin tức này thì quý nhà đầu tư có thể thấy đó là Thủ tướng đã giao cho Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu và xây dựng thí điểm tiền điện tử dựa trên công nghệ blockchain trước năm 2023, và Ngân hàng Nhà nước sẽ báo cáo kết quả thực hiện. Và trước đó thì Bộ Tài chính cũng đã lập tổ nghiên cứu về tài sản số và tiền số. Từ đó thì quý nhà đầu tư có thể thấy ở đây mang lại lợi ích, có 3 lợi ích. Thứ nhất đó là mục tiêu thanh toán phi tiền mặt nhanh hơn, thanh toán thuận tiện, giảm thủ tục, khâu trung gian, và thứ ba đó là minh bạch hóa giao dịch. Nhưng tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng có những cái khó khăn, đó là chính phủ vẫn chưa công nhận tiền ảo, và thứ hai đó là tiền số thì cần có hệ sinh thái, và xây dựng hệ sinh thái này tương đối khó và mất thời gian. Chúng ta có nhận thấy rằng là trên thế giới có rất nhiều các chính phủ đã bắt đầu phát triển tiền số và cho phép sử dụng tiền số rồi. Ví dụ như Trung Quốc là họ đã ra cái tiền điện tử riêng của họ là yuan tệ gì đấy, đúng không ạ? Thì trong đó thì Tuấn muốn nói rằng là tiền số nó có 3 loại. Một là utility, tức là tính hữu dụng. Hai là dạng currency, tức là chính là một chính là tiền tệ. Và ba là stablecoin. Thế thì trong cái việc stablecoin nó chỉ có mỗi một nhiệm vụ, đó là chuyển đổi tiền này sang tiền khác. Currency thì giống như kiểu Bitcoin, thì thông thường những loại tiền coin trên thế giới mà nó có chức năng là currency thì nó sẽ cạnh tranh trực tiếp với ngân hàng trung ương các nước, và rõ ràng các ngân hàng trung ương các nước sẽ bị sẽ conservative, tức là sẽ phòng thủ với cả loại mà liên quan đến currency này. Nhưng riêng cái loại là utility tức là họ cho phép các đồng tiền khác chạy trên nền tảng của họ, và dựa trên nền tảng đó thì mình có thể phát triển một cái kinh tế số mạnh mẽ hơn. Và trong đó thì Tuấn nghĩ rằng đồng tiền như kiểu Ethereum là một đồng tiền utility, và nó sẽ là một đồng tiền có thể theo dõi trong thời gian tới. Nhất là đồng tiền này nó cho phép các đồng tiền khác, tức là các token khác ở trên cái đồng tiền đấy có thể phát triển cái nền tảng riêng cho mình. Đó. Tuy vậy thì Tuấn vẫn nhắc lại rằng chính phủ vẫn chưa hoàn toàn công nhận tiền ảo, và quý vị nhà đầu tư tham gia cần phải lưu ý kỹ về vấn đề này. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển sang phần câu chuyện đầu tư. Và tuần này thì anh Tuấn sẽ mang đến cho quý nhà đầu tư câu chuyện gì ạ? Vâng, hôm nay chúng ta có một câu chuyện khá là hay. Câu chuyện này cũng viết trong một quyển sách tên là Ngày xưa ông con bò. Chuyện cũng khá là vui thôi. Đó là đầu tiên thì có hai thầy trò đi đến một cái ngôi làng. Ngôi làng đấy có một ngôi nhà nghèo nhất trong làng đấy. Và hai thầy trò vì tối nhập nhem nên họ lại đi gõ cửa đúng ngôi nhà đấy. Và trong nhà đấy thì hai thầy trò nhận thấy rằng là gia đình này rất nghèo, nhưng họ có một con bò.
và con bò đấy cho sữa hàng ngày, và tất cả việc sinh hoạt chung của gia đình này luôn luôn xoay quanh với con bò đấy, làm sao cho con bò đấy có ăn này, rồi nó cho ra được sữa này, rồi tắm cho con bò, vân vân mọi thứ. Thế thì đến ngày sáng hôm sau, hai thầy trò tầm lúc khoảng 3 giờ sáng thì người thầy gọi người trò ra, và hai người bắt đầu đi ra khỏi nhà rất là sớm. Thì khi mà tiện đi qua chuồng con bò ấy, thì người thầy cầm con dao đâm bụp một cái, chết luôn con bò. Người học trò cực kỳ cảm thấy kinh ngạc và cực kỳ sợ hãi. Thế là hai thầy trò vội đi luôn, và người học trò ấy cảm thấy rất là kỳ lạ, tại sao người thầy lại họ đã cho mình ăn rồi, cho mình uống, cho mình ngủ mà cuối cùng lại giết một con bò của họ. Một thời gian sau, khoảng 1 đến 2 năm sau, thì hai thầy trò lại có một việc đi qua cái ngôi làng đấy. Thì người học trò mong muốn người thầy của mình rằng là hãy đi vòng qua đường khác, đừng đi qua ngôi làng đấy, rất là đáng sợ. Nhưng người thầy vẫn quyết định đi. Và khi đến đó thì họ không tìm thấy ngôi nhà cũ đấy, họ không tìm thấy ngôi nhà rách nhát nữa, mà họ tìm thấy một ngôi nhà rất là khang trang, rất là đàng hoàng. Và người học trò cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và mới hỏi với cả cái chủ nhà rằng là tại sao các anh ngày xưa lại nghèo thế mà bây giờ lại giàu có như vậy. Thế thì gia đình này mới trả lời rằng là sau khi mà bị chết con bò thì họ không biết làm gì cả, nên họ cố gắng khai hoang đất để kiếm gì đó cho đỡ chết đói. Và vì đỡ chết đói thành ra là họ lại làm nhiều hơn, và họ các cây lại ra nhiều quả hơn, họ mang đi bán và họ thu được nhiều tiền hơn. Và chính vì vậy càng ngày cái cuộc sống họ càng khấm khá hơn. Đó thì quay lại cái bài học trong buổi ngày hôm nay đó là gì? Đó là nếu như bạn có một công việc dù không thích nhưng nó giúp cho bạn trả được nợ này, sống sót này, và được hưởng một cái chút tiện nghi nho nhỏ nào đó, thì bạn sẽ tặc lưỡi rằng là ở đây cũng được, cũng ok. Thì bạn sẽ mãi mãi sống trong một cảnh rất là thấp như vậy, giống như kiểu gọi là đây chính là bẫy thu nhập trung bình mà chúng ta hay nhìn thấy ở nước Thái Lan đã từng trải qua. Nên ở cấp độ đất nước nó là bẫy thu nhập trung bình, còn ở cấp độ cá nhân đó chính là việc bạn cứ sống lay lắt qua ngày ở một công việc nào đó rất là nhàm chán. Ở cấp độ đầu tư thì Tuấn muốn nói rằng là có một số công ty sẽ luôn luôn hài lòng những gì họ hiện có, nhưng mà kinh doanh nó bão hòa nhưng họ không tìm ra được cái định hướng mới về phát triển kinh doanh của họ, không có sự đột phá những ý tưởng, thì những cái bạn đầu tư vào những công ty này thì rất khó kiếm được gia tăng tài sản rất là nhanh chóng, và họ mình chỉ ăn được cái tài sản cấp số cộng mà thôi. Nếu như quý vị muốn tìm những công ty mà gọi là to the moon, tức là đi đến tận mặt trăng luôn, thì quý vị cần tìm những ban lãnh đạo công ty luôn luôn có ý tưởng mới, luôn luôn tìm cách để nâng cao cái giá trị công ty mình thì nó sẽ hiệu quả hơn. Thì đó là một vài cái chia sẻ của Tuấn về câu chuyện ngày xưa có một con bò. Dạ vâng, và câu chuyện của anh Tuấn thì cũng kết thúc những thông tin của chúng tôi. Và trước khi đến phần trả lời câu hỏi của quý nhà đầu tư thì tôi xin phép được quảng cáo một chút về các chương trình của chúng tôi để quý nhà đầu tư có thể tham gia theo dõi. Ngoài chương trình La Bàn Đầu Tư của chúng tôi vào lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần thì chúng tôi còn có chương trình Cổ phiếu 360 độ phân tích một cổ phiếu theo hai phương diện tích cực và tiêu cực, sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ 30 phút thứ năm hàng tuần. Ngoài ra thì có chương trình Tiêu Điểm Đầu Tư, nhận định hai quan điểm phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ thứ tư hàng tuần. Và chương trình Đối Thoại Với PM, một chương trình vô cùng đặc biệt của chúng tôi sẽ mời những PM có tiếng ở trên thị trường đến để chia sẻ những triết lý hay chiến lược đầu tư của họ. Thời gian sẽ diễn ra vào 9 giờ sáng thứ bảy, hai tuần một lần. Và ngoài ra thì chúng tôi gồm có hai cộng đồng trên Facebook và Facebook, đó là VNDirect Đầu Tư Tích Sản Tăng Trưởng Bền Vững và VNDirect Cộng Đồng Giao Dịch Chứng Khoán DTrade. Thì quý nhà đầu tư có thể tham gia bằng mã mà chúng tôi có gửi ở trên slide trên màn hình. Sau đây thì chúng tôi sẽ đi đến phần câu hỏi trả lời câu hỏi của quý nhà đầu tư. Câu hỏi đầu tiên đó là của bạn Khánh Hoàng Quốc: giá dầu tăng thì gas giảm là sao hả anh chị? Chúng ta đang nhìn một cái câu chuyện rất là ngắn hạn. Trong cái trường hợp câu chuyện chúng ta nhìn dài hạn hơn đối với gas thì công ty này có cổ tức rất là đều, đúng không ạ? Thứ hai nữa là họ sẽ có những cái mỏ khí mới như kiểu cá voi xanh, họ sẽ được đi vào hoạt động vào giai đoạn mà 2023 đến vùng 2025. Thì trong cái thời gian đấy thì lúc đó thì công suất của gas sẽ được tăng trưởng đâu đó, Tuấn nhớ là hình như là khoảng 30-50% gì đấy. Thì lúc đó cái lợi nhuận sau thuế của gas mới được có sự đột biến rất là mạnh mẽ. Còn đến thời điểm hiện tại chúng ta sẽ hướng đến rằng là doanh nghiệp tốt dần lên cho thời điểm đấy. Ngoài ra thì gas cũng được chỉ định là nơi nhập khẩu khí để phục vụ các nhà máy khí điện đạm
ở khu vực toàn bộ Việt Nam. Đó thì gas sẽ dần dần tốt lên thôi. Còn nếu như chúng ta nhìn thấy ngay câu chuyện mà gas sẽ tăng vọt lên thì Tuấn nghĩ rằng sẽ rất là khó tại thời điểm này. Chúng ta cần phải nhìn trung hạn hơn, tức là từ 3 năm trở lên. Dạ vâng. Và câu hỏi tiếp theo của bạn Tùng Lê, đó là về cảng biển. Anh Tuấn đã nói khá rõ về GMD rồi. Tuy nhiên tôi muốn hỏi thêm quan điểm của anh về DVP, điểm mạnh yếu và mức giá có thể đầu tư vào công ty này trong khoảng thời gian từ 1 đến 3 năm tới. Cảm ơn anh. DVP thì có một đặc điểm rằng là doanh nghiệp này họ không có khả năng tăng công suất. Cái công suất của họ xung quanh vẫn chỉ một cái cảng Đình Vũ ở ngay chỗ hạ lưu sông Bạch Đằng mà thôi. Đó, thì đấy là một cái nhược điểm rất lớn của doanh nghiệp này. Tuấn khi mà chúng ta đầu tư một doanh nghiệp ấy, thì Tuấn tin rằng là việc chúng ta lựa chọn doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng theo thời gian, tức là giá trị của doanh nghiệp tăng dần theo thời gian, thì nếu như chúng ta mua phải doanh nghiệp bị đắt hơn một chút thì chỉ một khoảng thời gian sau là chúng ta sẽ hòa vốn. Nhưng DVP không được điều này. DVP chỉ là tăng giá trị theo cái việc tăng giá của cước gọi là tháo dỡ đó. Thì trong trường hợp đấy thì Tuấn nghĩ rằng là DVP không phù hợp để nắm giữ dài hạn, mà chỉ phù hợp để nắm giữ ăn cổ tức thôi. Ngoài ra có một câu là áp VND ấy, thì Tuấn có nói rằng, tức là lúc trước Tuấn có nhìn một cái câu hỏi của bạn nào đó về áp VND, thì Tuấn muốn nói rằng là nếu quý vị hoàn toàn có thể dùng song song một lúc cả hai áp đó, thì quý vị có thể dùng cả áp cũ và áp mới cùng một lúc, nên dần dần quý vị khi mà quen với áp mới thì quý vị sẽ cảm thấy nó rất là thích thú. Còn tạm thời nếu trong trường hợp quý vị chưa quen thì dùng app cũ được, hoàn toàn được. Dạ vâng. Và đó cũng kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn, hy vọng là chương trình của chúng tôi sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho quý nhà đầu tư. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào, hẹn gặp lại.